Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của The Principles. Hôm nay thì mình sẽ làm cái video để phân tích, nhận định cái chiến lược giao dịch cho tuần tới. Tuần tới này thì chúng ta sẽ bắt đầu từ ngày 12 cho đến ngày 16 tháng 8. Ở trong tuần vừa rồi thì chúng ta bắt đầu với một ngày thứ hai, có thể nói là một ngày thứ hai kinh hoàng với cái sự giảm giá của hầu hết tất cả các loại sản phẩm một cách rất là kinh khủng, đúng không ạ? Và sau đó thì thị trường đã dần dần ổn định trở lại và nó biến động với một cái biên độ không quá lớn. Và chúng ta cũng đã có một số cái chiến lược giao dịch tương đối tốt với một số cặp. Thì ở trong tuần tới này chúng ta cũng không có quá nhiều cái tin tức quan trọng. Vậy thì chúng ta cùng vào phân tích xem là trong tuần tới này thì đâu là những cái cặp cho chúng ta những cái cơ hội giao dịch tốt ạ. Thì chúng ta cùng đi vào cái nội dung ngày hôm nay luôn nhé. Trước khi đi vào phân tích cụ thể thì mình có một cái lưu ý mà mình vẫn hay nhắc, đặc biệt là đối với những bạn mới theo dõi channel, đó là những cái nhận định phân tích ở trong video này nó sẽ là những cái nhìn tổng quan để đưa ra cái chiến lược cho cả một tuần. Vậy nên đối với những cái chiến lược ngắn hạn hoặc là khi mà thị trường có những cái thay đổi mới và chúng ta cần phải update những cái chiến lược mới thì mình sẽ cập nhật ở trên channel Telegram. Vậy nên nếu mà bạn nào chưa tham gia vào channel Telegram thì các bạn có thể tham gia theo cái đường link ở trong phần mô tả nhé. Bây giờ thì chúng ta cùng đi vào cái nội dung phân tích đầu tiên. Đầu tiên thì chúng ta cùng phân tích chỉ số DXY, chỉ số sức mạnh của đồng đô la Mỹ. Ở trong tuần vừa rồi thì giá đã di chuyển tương đối là đúng so với những cái nhận định của mình ở trên channel, khi mà giá nó đã giảm xuống một nhịp, chạm cái vùng hỗ trợ này và sau đó thì nó hồi lên. Thì hiện tại cái quan điểm của mình nó vẫn giữ nguyên đối với chỉ số DXY này. Tức là sao ạ? Theo mình thì giá của chỉ số DXY này nó vẫn đang nằm trong một cái xu hướng giảm chính và những cái nhịp tăng trở lại chỉ là một cái nhịp hồi. Hai vùng mà giá có thể quay trở lại kiểm tra đó là cái vùng cản màu trắng này hoặc là cái vùng cản phía trên này nếu mà cái nhịp hồi của nó mạnh. Một số bạn thì có thể sẽ băn khoăn là việc liệu sau khi mà giá chạm cái vùng hỗ trợ này thì có thể nó sẽ đảo chiều, chuyển từ giảm sang tăng không ạ? Thì cái khả năng này không phải là không thể xảy ra, nhưng mà khi các bạn quan sát kỹ cái di chuyển của đường giá trong các tuần vừa rồi các bạn sẽ thấy là giá nó có những cái nhịp giảm rất là mạnh, sau đó là những cái nhịp tăng hồi lên với một cái lực tương đối yếu, bằng chứng là những cái cây nến, cái thân nến rất là nhỏ, sau đó là một cái nhịp giảm rất là mạnh với những cây nến đỏ, thân nến rất là dài, đúng không ạ? Và tiếp tục là những cái nhịp hồi lên với những cây nến tăng, thân nến rất là nhỏ. Điều này cho thấy là những cái nhịp tăng này chỉ là những cái nhịp tăng điều chỉnh. Vậy thì cái chiến lược cho những ai muốn giao dịch chỉ số DXY trong tuần tới sẽ như thế nào ạ? Theo mình các bạn vẫn nên nghiêng về cái phương án tìm kiếm điểm sell. Thì đâu là cái vùng tiềm năng mà chúng ta có thể tìm kiếm điểm sell ạ? Có hai vùng mà các bạn có thể tìm kiếm điểm sell khi mà có tín hiệu đảo chiều. Thứ nhất là cái vùng hợp lưu giữa đường trendline và cái đường cản màu trắng này. Thứ hai, nếu mà trong trường hợp giá có những cái nhịp hồi mạnh thì các bạn có thể tìm kiếm cái điểm sell tại đường trendline và cái vùng cản phía trên này. Đây là hai vùng tiềm năng mà chúng ta có thể tìm kiếm điểm sell xuống. Và cái mục tiêu của chúng ta sẽ là vùng cản phía dưới khoảng 102.5 này. Chúng ta sẽ chỉ hủy cái chiến lược sell khi mà mình nhìn thấy giá nó phá qua hai vùng cản này với một lực nến rất là mạnh và giá đóng cửa rõ ràng ở phía trên vùng cản này. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng qua phân tích giá vàng. Giá vàng hiện tại ở trên khung D1 thì thực sự cũng không có quá nhiều thứ để phân tích. Như các bạn thấy thì nó cũng không thay đổi quá nhiều so với tuần trước. Tại sao mình lại nói như vậy ạ? Bởi vì các bạn có thể thấy là giá nó không tạo được đỉnh cao hơn và nó cũng không tạo được những cái đáy thấp hơn. Điều này cho thấy là cái biên độ dao động của giá vàng nó đang thu hẹp dần. Thực tế thì khi mà phân tích một cách tổng quan thì chúng ta sẽ thấy là cái phe mua đang có ưu thế hơn một chút so với phe bán bởi vì trước đó cái xu hướng dài hạn là xu hướng tăng, đúng không ạ? Giá thì liên tục tạo những cái đáy sau cao hơn đáy trước một chút. Mặc dù vậy thì cái lực tăng nó cũng không còn mạnh mẽ như những cái nhịp tăng trước. Bằng chứng là việc sau khi mà giá phá qua cái đỉnh khoảng 2450 ấy, thì ngay lập tức không lâu sau đó giá lại có một cái nhịp giảm tương đối mạnh. Và ở cái nhịp tăng gần nhất ấy, thì giá cũng không phá được qua cái đỉnh cũ. Thì với những cái dấu hiệu như này, theo mình ở trong tuần tới giá cũng sẽ di chuyển với một cái biên độ không quá lớn. Các bạn có thể thấy là giá đang di chuyển với biên độ hẹp dần khi mà tạo những cái đỉnh thấp hơn và những đáy cao hơn. Thì có thể ở trong tuần tới này giá nó sẽ tiếp tục tăng lên một nhịp nữa, sau đó thì nó sẽ có một cái nhịp giảm và nó sẽ tạo thành một cái mô hình tam giác. Và chúng ta cần phải quan sát xem là giá nó phá theo chiều nào để chúng ta có thể xác nhận được cái xu hướng ở trong dài hạn. Vậy thì chiến lược trong ngắn hạn đối với vàng ở trong tuần tới sẽ như thế nào ạ? Chúng ta cùng qua phân tích ở trên khung thời gian H4 nhé. Với những diễn biến hiện tại ở trên khung H4 thì theo mình trong những ngày đầu tuần chúng ta sẽ tìm kiếm những cái lệnh mua lên, và cái mục tiêu của chúng ta sẽ là vùng 245X này. Thì khi mà giá chạm tới vùng này chúng ta sẽ xem xét xem là liệu có những cái tín hiệu đảo chiều không, hay là giá tiếp tục tăng lên vùng cản phía trên khoảng 2475, 2480. Thì sau đó chúng ta có thể tìm kiếm những cái lệnh bán xuống. Như mình đã phân tích ở trước đó thì khả năng trong tuần tới giá cũng sẽ dao động với một cái biên độ không quá lớn và nó sẽ tạo một cái vùng tích lũy. Thì khả năng cao giá nó sẽ không phá qua được cái vùng này và nó sẽ tạo một cái đỉnh thấp hơn. Sau đó thì tiếp tục tích lũy để dò ra cái xu hướng mới ở trong dài hạn. Vậy thì tóm lại là cái chiến lược ngắn hạn cho vàng trong những ngày đầu tuần thì mình sẽ ưu tiên đánh lên và sau đó thì tìm kiếm điểm đảo chiều. Nếu xuất hiện tín hiệu đảo chiều thì mình có thể thực hiện những lệnh sell xuống. Thì đối với những lệnh ngắn hạn này mình sẽ cập nhật cái điểm entry ở trên channel Telegram. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển qua phân tích giá dầu. Giá dầu ở trong tuần vừa rồi thì sau khi mà giá nó chạm về vùng 73.000 thì nó đã xuất hiện cái dấu hiệu đảo chiều khi mà nó tạo thành cái mô hình hai đáy. Các bạn có thể thấy là cái mô hình hai đáy rất rõ ràng đúng không ạ? Và sau khi mà giá nó quay trở lại kiểm tra đường neckline này thì đã có một cái tín hiệu tiếp tục tăng. Và ở trong tuần vừa rồi thì mình cũng có cập nhật một cái chiến lược buy ở trên channel Telegram với giá dầu bằng một cái lệnh buy stop. Thì hiện tại giá cũng đi được khoảng một nửa chặng đường rồi, và cái mục tiêu của mình sẽ là cái vùng khoảng 79.000. Hiện tại thì dầu vẫn đang cho thấy những cái dấu hiệu tăng tương đối tốt lên cái mục tiêu này. Thì chúng ta sẽ tiếp tục giữ cái lệnh buy này cho đến khi giá chạm mục tiêu của mình. Và với những cái dấu hiệu hiện tại này thì đối với những bạn giao dịch scalping hay ngắn hạn thì ở trong những ngày đầu tuần chúng ta hãy nên ưu tiên lệnh mua lên với cái mục tiêu là cái vùng cản khoảng 79.000 này. Sau đó thì chúng ta sẽ chờ những phản ứng giá ở đây để xem là liệu chúng ta nên tìm kiếm lệnh sell xuống hay là giá sẽ tiếp tục phá qua cái vùng cản này. Thì nếu mà giá phá qua cái vùng cản này với một động lượng mạnh thì chúng ta có thể tìm kiếm cơ hội để mua lên tiếp diễn xu hướng. Chia sẻ thêm một chút về giá dầu thì như các bạn đã theo dõi ở trên channel cũng như là một số cái video phân tích của những tuần trước thì các bạn biết là chúng ta đã có một cái chiến lược sell dầu rất là tốt ở những tuần trước đó. Thì cái việc phân tích đơn giản là chúng ta nhìn thấy cái cấu trúc di chuyển của giá, những cái đặc trưng của giá khi mà nó tạo ra những đỉnh và những đáy, tạo nên những con sóng với biên độ nhỏ hơn, cộng với việc chúng ta xem phản ứng giá và sử dụng những cái kiến thức rất đơn giản về pricing chứ không có một cái gì quá cầu kỳ đúng không ạ? Và tương tự như vậy thì cái việc phân tích giá dầu ở trong tuần trước của mình cũng rất là đơn giản. Tức là khi mà thấy giá không phá được cái vùng đáy này và nó xuất hiện những cái tín hiệu đảo chiều từ những cây nến này thì mình đã tìm kiếm những lệnh buy. Vậy thì cái điều mà mình muốn chia sẻ ở đây đó là trong trading thì đôi khi các bạn không cần phải sử dụng những cái công cụ hay là những cái phương pháp quá phức tạp, mà đôi khi các bạn chỉ cần nhìn rộng ra một chút, nhìn thấy được cái đặc trưng di chuyển của giá cộng với một số cái kiến thức rất là căn bản về cản, về những cái tín hiệu nến đảo chiều là các bạn cũng đã có thể tìm ra được những cái cơ hội giao dịch rất là tốt rồi. Đôi khi thì việc các bạn sử dụng quá nhiều công cụ hay là phương pháp phân tích phức tạp thì nó lại không mang lại hiệu quả cao. Thì mình hy vọng là qua những video phân tích nhận định hàng tuần này thì bên cạnh việc chúng ta sẽ tìm ra được những cái chiến lược giao dịch để mang lại một kết quả tốt, thì qua đó các bạn cũng có thể giúp tỉa ra được những kinh nghiệm giao dịch cho riêng mình, để từ đó thì các bạn có thể tự mình đưa ra những nhận định và nâng cao được cái hiệu quả trong quá trình giao dịch. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển qua giá của Bitcoin. Bitcoin thì như mình đã đưa ra một số cái bài viết nhận định ở trên channel thì hiện tại giá nó đang trong một cái vùng khá là nhạy cảm. Các bạn thấy là giá nó đã đi qua cái vùng cản này, kiểm tra lại rất nhiều lần đúng không ạ? Thì khi mà giá đang ở trong cái vùng khoảng 60-61 ngàn này thì cái khả năng tăng và cái khả năng giảm nó bằng nhau. 50-50 thực sự là chúng ta khó để có thể dự đoán được là giá sẽ tiếp tục tăng lên hay là giảm xuống. Ở trong tuần vừa rồi thì trong channel chúng ta cũng đã có một cái chiến lược buy lên ở trong ngắn hạn với Bitcoin, và giá nó cũng đã đi hết target của chúng ta. Với giá Bitcoin hiện tại thì tốt nhất là chúng ta nên đứng ngoài. Chúng ta sẽ tìm kiếm những cái cơ hội giao dịch ở trong ngắn hạn khi mà thấy giá nó phá qua khỏi cái vùng sideways biên độ hẹp này. Riêng đối với Bitcoin thì có một điều mà mình muốn lưu ý đối với các bạn mà mình cũng đã từng chia sẻ trên channel, đó là các bạn hãy phân biệt rất là rõ ràng cái việc chơi ngắn hạn và việc các bạn mua và nắm giữ Bitcoin trong dài hạn. Bởi vì mình thấy có rất nhiều bạn gặp vấn đề và lẫn lộn giữa việc trade và việc hold. Tức là sao ạ? Khi các bạn thực hiện những cái lệnh trade trong ngắn hạn mà không may lệnh của các bạn âm thì các bạn lại chuyển sang làm holder. Còn ngược lại, đối với một số bạn, các bạn xác định là mua hold Bitcoin nhưng mà khi giá chỉ tăng được ở một cái khoảng rất là nhỏ thì các bạn lại chốt lời mất. Đối với mình thì cái việc hold Bitcoin đơn giản là mình sẽ tìm kiếm những cái mức giá thấp tại những cái đợt điều chỉnh rất là mạnh của Bitcoin. Ví dụ như là khi nó điều chỉnh từ 60.000 về 30.000 chẳng hạn. Và một điều các bạn cần lưu ý đó là nếu các bạn muốn hold ở trong dài hạn thì các bạn đừng để Bitcoin ở trong tài khoản chơi, bởi vì việc các bạn nhìn thấy giá liên tục tăng giảm nó sẽ ảnh hưởng đến cái tâm lý nắm giữ của các bạn rất là nhiều. Thì trên đây là một số cái chia sẻ của mình về giá của Bitcoin ở trong ngắn hạn cũng như là cái việc chơi và việc hold Bitcoin ở trong dài hạn. Thì có lẽ mình sẽ kết thúc cái video nhận định của tuần tới này ở đây, bởi vì khi quan sát một số cặp tiền thì mình cũng chưa nhận ra một cái cơ hội nào quá rõ rệt đối với các cặp tiền. Thì đối với những cặp tiền mình sẽ cập nhật những cái tín hiệu ngắn hạn ở trên kênh Telegram khi mà mình thấy có những cái tín hiệu rõ ràng hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video này và chúc các bạn có một cái tuần giao dịch hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.